Trong Season 1, CBL sẽ cùng các bạn khám phá công nghệ mô phỏng hình ảnh máy tính CGI và hiệu ứng hình ảnh VFX của nhân vật Iron Man thuộc series siêu anh hùng vũ trụ điện ảnh của Marvel Studios. Vậy nên, đừng vội tắt màn hình hay chuyển kênh trong vài phút tới vì nó sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Như thường lệ, trước khi chúng ta cùng nhau khám phá về công nghệ mô phỏng hình ảnh kỹ thuật số CGI và hiệu ứng hình ảnh VFX và cách mà các chuyên gia hình ảnh ứng dụng sử dụng chúng để hỗ trợ các diễn viên và cũng để giúp hình ảnh trong phim tăng hiệu quả như thế nào, thì hãy để CBL tóm tắt lại cốt truyện và các nhân vật chính trong phim nhé. Let's begin. Iron Man là một bộ phim siêu anh hùng của điện ảnh Mỹ được công chiếu vào trung tuần tháng 4 năm 2008 dựa trên cảm hứng từ nhân vật cùng tên của Marvel Comics, xuất bản từ năm 1963. Tác giả là nhà văn truyện tranh Stan Lee và là một sản phẩm của điện ảnh Marvel Studios sau này, được phân phối bởi Paramount Pictures thuộc tập đoàn truyền thông của Mỹ Viacom. Và cũng là bộ phim bom tấn được đề cử 2 giải Oscar cho biên tập âm thanh hay nhất và hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. Tony Stark do Robert Downey thủ vai, người đã thừa kế tập đoàn Stark và là nhà thầu quốc phòng hàng đầu của Mỹ. Trong một lần trở về sau chuyến thử nghiệm tên lửa tại Kuna nằm ở Afghanistan, xe của Tony bị phục kích. Tony bị thương nặng, đồng thời bị bắt giữ bởi nhóm khủng bố tự xưng là Ten Rings do Raja cầm đầu, với mục đích bắt Tony phải chế tạo lại tên lửa Jericho cho chúng để đổi lấy sự tự do. My name is Yinsen. Yinsen. Nice to meet you. Trong thời gian bị bắt, Tony đã gặp Janssen do Sean Todd thủ vai. Với sự hỗ trợ của Janssen, Tony đã tạo ra một thiết bị nhỏ gọn gọi là Arc Reactor. Có thể gọi đó là một máy phát điện hay là một lò phản ứng hồ quang thu nhỏ. Và họ đã cùng nhau chế tạo ra bộ giáp đầu tiên giúp cả hai có thể thoát khỏi hang và trở về Mỹ. Tuy nhiên, số phận chỉ mỉm cười với Tony. Sau khi chứng kiến cái chết của tiến sĩ Janssen và may mắn trở về, Tony đã đưa ra quyết định ngừng sản xuất vũ khí để tránh việc trao quyền lực sai người và tập trung vào việc tái tạo bộ giáp Iron Armor. Obadiah Stane do Jeff Bridges thủ vai, một đối tác cũ của cha Tony và cũng là một quản lý cấp cao của công ty. Tuy nhiên, Stan là một kẻ tham vọng với âm mưu muốn chiếm lấy vị trí chủ tịch tập đoàn từ tay Tony. Hắn đã âm thầm đứng sau toàn bộ sự việc, kể cả việc thuê nhóm khủng bố ám sát Tony tại Afghanistan. Khi nghe kể về bộ giáp mà Tony đã chế tạo thành công khi còn bị giam giữ, Stan đã nảy sinh ý định chiếm lại bộ giáp đó từ tay nhóm Ten Rings và cho người tiêu diệt toàn bộ nhóm khủng bố này. Đồng thời hắn yêu cầu các kỹ sư phải tái tạo lại từ các mảnh ghép mà nhóm Ten Rings đã thu thập được tại sa mạc. Tuy nhiên, để có thể khởi động được bộ giáp, cần phải có một nguồn năng lượng từ lò phản ứng hồ quang nằm trên ngực của Tony. Vì vậy, Stan đã ngầm tiếp cận và dùng một thiết bị đặc biệt khiến Tony tê liệt tạm thời và lấy đi lò phản ứng từ ngực anh. Trong lúc cận kề giữa sự sống và cái chết, Tony chợt nhớ tới lò phản ứng cũ được cô trợ lý Pepper Potts do Warner Bros. Thủ vai đã cất giữ cẩn thận và trao lại cho anh trước đó, mặc dù nó đã lỗi thời. Biết là vậy, Tony vẫn phải sử dụng để tự cứu lấy mình và có thể khởi động bộ giáp mới, dù biết rằng năng lượng từ lò phản ứng cũ vốn không còn phù hợp nữa. Khi Potts đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội bán vũ khí cho khủng bố và tình cờ biết được Stan đứng đằng sau vụ bắt cóc Tony, cô và một vài đặc vụ của S.H.I.E.L.D. trong đó có Phil Coulson do Clark Gregg thủ vai đã cố gắng bắt giữ Stan trước khi hắn kịp khởi động bộ giáp, nhưng đã quá muộn. Cuộc đối đầu giữa Tony và Stan trên sân thượng tòa nhà Stark cũng là cuộc đọ sức giữa Iron Man và Iron Monger trở nên quyết liệt. Và nó vốn dĩ là cuộc đối đầu không cân sức trên mọi phương diện vào thời điểm đó. Tất nhiên, điều này Tony biết rất rõ. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, Tony là một người thông minh và là một nhà khoa học thiên tài. Anh đã dùng chính khả năng thiên bẩm này của mình để hạ gục Stan, Iron Monger, bằng việc dụ Stan tới gần nguồn năng lượng của lò phản ứng hồ quang cung cấp điện cho tòa nhà. Việc giải phóng nguồn năng lượng lớn từ lò phản ứng khiến Stan cùng với Iron Monger rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn và rơi xuống lò phản ứng ngay sau đó. Cuối phim, trong buổi họp báo trả lời các vấn đề liên quan tới Iron Man, thay vì Tony đọc theo những gì mà Phil Coulson đưa trước đó và cộng thêm tác động từ cô nàng phóng viên xinh đẹp Christine Everhart do Leslie Bibb thủ vai, anh đã bất ngờ nhận mình là Iron Man trước sự bàng hoàng của toàn bộ phóng viên. I am Iron Man. Với tài năng của John Nelson, giám sát hiệu ứng hình ảnh, người đã mang về giải thưởng cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất tại giải Oscar lần thứ 73 với đóng góp của mình trong phim Gladiator, Võ sĩ giác đấu. Một lần nữa, ông đã chứng minh tài năng của mình bằng việc đưa hình ảnh Iron Man lên thành một biểu tượng mới nhờ các hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt và chân thật. Vậy những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt nào mà các nhà làm phim xây dựng đã góp phần vào làm nên sự thành công cho Iron Man phần 1? Nào, hãy cùng theo dõi tiếp! To power down and begin diagnosis. Ready? 10, 3, 2, 1. Nếu xét về một khía cạnh nào đó của một nhà phát minh, một nhà khoa học, thì John Nelson đã vượt qua tư duy của một chuyên gia hiệu ứng hình ảnh. Vì đối với Nelson, ông ấy luôn xem bộ đồ Iron Man và công nghệ đi kèm theo nó như một phần mở rộng của Tony. Nếu xét về một khía cạnh của một đạo diễn hình ảnh, thì ông không hề muốn ngôi sao của mình là Robert Downey phải đội mũ mà không có giao tiếp với khán giả trong hầu hết các cảnh trong phim. Heads-up display, hay còn gọi là HUD, màn hình thực tế ảo trong mũ của Iron Man. Yêu cầu được đặt ra với nhóm của Jonathan Robert, giám sát hiệu ứng hình ảnh của Orphanage, là phải tạo ra một môi trường ảo nhưng vẫn phải có sự tương tác với thực tế thông qua sự trợ giúp của Jarvis do Paul Bettany đảm nhận. Still terabytes of calculations needed before an actual flight is a Jarvis. Sometimes you gotta run before you can walk. Nói tới HUD thì phải nói đến Jarvis, là một chương trình trí tuệ nhân tạo của Tony. Ngoài việc được xây dựng để điều hành ngôi nhà của Tony, nó còn thêm nhiệm vụ nữa là hỗ trợ Tony điều khiển toàn bộ chức năng của bộ giáp. Bạn cũng có thể hiểu đơn giản, Jarvis giống như một hệ điều hành Windows mà chúng ta vẫn đang sử dụng, còn bộ giáp thì chính là chiếc máy vi tính. Hàng loạt các ý tưởng yêu cầu về sự tương tác trong mũ của Iron Man được Nelson đưa ra. Như việc Tony nhìn sang trái, sẽ có một cái gì đó bên trái cho anh ta. Và khi Tony nhìn sang phải, sẽ có một hình ảnh bên phải xuất hiện. Và điều đặc biệt là khi Tony nhìn thấy những gì bên trong mũ, thì khán giả đều có thể nhìn thấy được khuôn mặt cũng như những biểu cảm của anh ấy. Với những hình ảnh 3 chiều kỹ thuật số đẹp mắt, sinh động chạy trước mặt anh ấy một cách chân thật. Và một vấn đề cần giải quyết nữa là làm thế nào để người xem giao tiếp với Tony thông qua hình ảnh. Và cũng phải tạo ra được cảm giác người xem không ở quá xa anh ấy nhưng lại không được phép quá gần, mà vẫn đảm bảo được độ sâu cũng như không làm cho hình ảnh bị biến dạng. Điều này quả thật là rất khó. Nhưng cuối cùng nhóm của Jonathan Robert đã nghĩ ra được một giải pháp là sử dụng đến ống kính 70mm để giải quyết mọi vấn đề trên. HUD không chỉ áp dụng cho bộ đồ của Tony mà còn áp dụng cho cả bộ đồ của Stan, Iron Monger. Nếu nói về HUD Iron Man được nâng cấp liên tục từ phiên bản Mark II cho đến Mark III, thì HUD của Iron Monger thuộc loại thô sơ và cơ bản nhất. Điều này được phản ánh bởi các hình ảnh hiển thị đơn giản màu đỏ, đơn sắc. thường được sử dụng trong quân sự và với hiển thị không gian một chiều mà nó mang lại. Nó cũng là ý đồ tạo nên sự khác biệt giữa Tony Stark và Obadiah Stane mà tác giả muốn truyền tải. Thời điểm xây dựng giao diện đồ họa của HUD, Jonathan Robert và nhóm của mình đã chọn Nuke và After Effects là hai phần mềm để xử lý đồ họa cho toàn bộ các hiệu ứng hình ảnh của HUD thay vì chọn Maya của Autodesk. Mặc dù Nuke không hề được viết ra để làm điều này, với After Effects sẽ chịu trách nhiệm xử lý các hiệu ứng hình ảnh đồ họa chuyển động 2 chiều, còn Nuke sẽ chịu trách nhiệm phần tổng hợp cho không gian 3 chiều và tạo các lớp hiệu ứng hình ảnh mà After Effects trước đó đã đảm nhận. Có thể nói, HUD là một trải nghiệm đầy thú vị, một giấc mơ trở thành sự thật mà không chỉ có tác giả của nó cảm nhận được mà khán giả cũng vậy. Và cứ như thế, HUD được trình diễn trong chuyến bay đầu tiên khi Tony mặc bộ giáp màu bạc Mark II ở phút thứ nhất sau 1 giờ theo dõi bộ phim. Vì dấu mốc quan trọng cũng là điểm ấn tượng đầu tiên mà Iron Man mang lại cho khán giả với hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Một trong những cảnh quay yêu thích nhất của Nelson trong phim là cận cảnh khuôn mặt của Iron Man tại một cái hố khi bị rơi từ trên cao xuống vì trúng đạn pháo. Các vết lõm và bụi làm giảm khả năng phản xạ của bề mặt kim loại trên mặt nạ của Iron Man, làm cho hình ảnh trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Nhóm Autodesk đã tạo ra bối cảnh kỹ thuật số cho ngôi làng và một chiếc xe tăng nổ tung khi trúng đạn của Iron Man. Các nhà làm hiệu ứng hình ảnh đã phải sử dụng kết hợp giữa phần mềm đồ họa 3DS Max Maya của Autodesk, Nuke của Foundry và trình kết xuất hình ảnh Metroid để xây dựng lên các mô hình. Đối với hiệu ứng động lực học, tạo ra các đám cháy và các vụ nổ có khói lửa thì được sử dụng bằng các trình cắm hay còn gọi là plugin hỗ trợ như Film FX hay Afterburn của Cinecity. Nếu xét về phương diện nội dung trong phim, thật khó để đưa ra so sánh về mọi mặt của Mark I Iron Armor do Tony chế tạo trong hang khi còn bị giam giữ ở Afghanistan với thế hệ thứ 2 và thứ 3 sau này. Nếu không nói quá thì gần như đã bị lãng quên. Tuy vậy, nếu xét trên phương diện xây dựng hiệu ứng hình ảnh, thì CBL xin vote một phiếu gợi nhớ cho sự cống hiến của nhóm Embassy. Mặc dù chỉ can thiệp vẻn vẹn có 60 shot trên 1000 shot sử dụng hiệu ứng hình ảnh của phim, nhưng đã góp phần không nhỏ cho sự mở màn đầy kịch tính và ấn tượng mạnh mẽ về một Iron Man thô sơ, nặng nề và không kém phần gai góc trong mắt người xem. Trên thực tế, toàn bộ hiệu ứng hình ảnh xoay quanh Mark I đều được giả lập bằng hệ thống đồ họa máy tính, kể cả với chuyển động của Mark I trong hầu hết các cảnh hành động. Có lẽ, không ít người xem đều bị thu hút vào việc tiến sĩ Janssen giúp Tony mặc và khởi động bộ giáp. Tất nhiên, đây là bộ giáp thật. Sẽ không ít khán giả lầm tưởng rằng khi Mark I được khởi động để chiến đấu thì Robert Downey vẫn bên trong bộ giáp và cứ như thế mà diễn. Nhưng thực tế thì không phải là như vậy, vì trọng lượng bản thân của Mark I Armor là khoảng 1500 pounds, tức là 600 cân. Với trọng lượng từng ấy thôi thì việc dựng và giữ để cho Mark I đứng được đã là một điều rất vất vả rồi. Huống hồ để một diễn viên có thể diễn đạt được thì quả là một nhiệm vụ bất khả thi. Đã có những mô hình giả lập kim loại được tạo ra ngay sau đó, nhưng cũng đều không đạt vì ảnh hưởng đến việc diễn xuất của diễn viên. Và khi đó, nhóm Embassy được mời vào tham gia vào các cảnh quay của Mark I với nhiệm vụ xây dựng các hiệu ứng hình ảnh thay thế cho diễn viên. Để giúp cho bộ đồ và các chuyển động được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số có sự tương thích cao khi đưa vào các cảnh quay một cách chân thực nhất, nhóm Embassy đã sử dụng một số công nghệ như đối với chuyển động, nhóm đã phải sử dụng đến công nghệ Motion Capture. Còn đối với hình ảnh thì nhóm đã phải sử dụng đến quả cầu HDR (High Dynamic Range Imaging) để có thể thu thập các bản đồ hình ảnh rải rộng hình cầu của môi trường thực, sau đó được đưa vào môi trường chiếu sáng trong đồ họa 3 chiều với lượng dữ liệu độ sáng được lưu trữ lên tới 32 bit trên một kênh màu nhằm mục đích mang lại nguồn sáng chân thực nhất cho nhân vật kỹ thuật số. Nếu thoạt nhìn qua, hẳn rất khó để nhận biết được đâu là chuyển động cơ khí thực tế và đâu là chuyển động kỹ thuật số do máy tính tạo ra với bộ giáp mà Tony hay Stan mặc. Với yêu cầu được đặt ra là phải tạo được ấn tượng đặc biệt ngay từ những khớp nối cũng như các chuyển động lắp ghép từ các chi tiết nhỏ nhất. Và điều này được nhóm IOM do Ben Snow giám sát hiệu ứng hình ảnh cùng Michael giám sát chuyển động hoạt hình đảm nhiệm. Nhóm IOM đã thực hiện 420 cảnh quay có hiệu ứng hình ảnh, là khoảng hơn một nửa theo Nelson coi là khó nhất trong phim. Ben Snow, giám sát hiệu ứng hình ảnh của IOM, với nhóm của mình đã làm việc trong suốt 13 tháng trên Autodesk Maya để xây dựng mô hình 3 chiều. Với sự hỗ trợ của phần mềm điêu khắc tạo chi tiết như ZBrush của Pixelogic và các bản quét 3 chiều từ bộ đồ dựng thật do Dental Giant của Stan Winston cung cấp. Trong trường quay, Robert Downey hoặc các diễn viên đóng thế sẽ được mặc bộ đồ bắt chuyển động màu đỏ có gắn IMOCAP, một công nghệ độc quyền của IOM, cùng một bộ đồ được tạo dựng theo tỷ lệ thực. Họ có thể loại bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ đồ nếu bất cứ lúc nào cảm thấy chuyển động diễn xuất của diễn viên bị hạn chế, vì IOM có thể loại bỏ phần đó và thay bằng các bộ trang phục kỹ thuật số. Nhiều các dữ liệu chuyển động từ IMOCAP được chụp lại từ các hình ảnh được ghi trên phim, giúp tái tạo lại chính xác chuyển động của diễn viên. Nếu bạn vẫn còn nhớ hoặc là một fan ruột của series phim bom tấn Transformers, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra được công nghệ và cách mà IOM xây dựng các chuyển động cơ khí thông qua đồ họa kỹ thuật số cho các cỗ máy trong Iron Man đều có một điểm chung là sự hợp lý, chính xác và tinh tế đến từng chi tiết. Hy vọng những chia sẻ của CBL sẽ mang lại những thông tin bổ ích cho các bạn. Đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!